Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục đi bảy dòng nữa nha các bạn. Ở quê mình là miền Trung nha các bạn, ở miền Trung nên là núi rừng là chủ yếu nha. Đây nói chung là núi rừng là chủ yếu đường đi nè. Mình quay một cái đoạn đường đi cho các bạn xem nha. Hai bên là trồng điều, nói chung là keo với điều bạc hà, núi rừng không à. Đất trên này nó cao bạn nên không có làm ruộng được. Kia là dãy núi cao kìa. Tới nơi thì phát hiện có con dông đứng ở ngoài luôn nè các bạn. Để coi thế. Đó. Đó, con đứng đó nè. Để coi thử hang nó chỗ nào nha. Đó, nó đấy. Rồi, chuyện kia. Chạy lên kia rồi. À, đây, còn. À, chạy vô bụi ta. Hang đâu mà chạy vô đây. Đây phân của con dông nè các bạn. Ăn trái cây không gì đâu. Đây có trái chim này. Bây giờ đi kiếm hang luôn nha các bạn. Đây nè. Cái trái mà con dông nó ăn là trái nãy là trái đây nè. Trái đây nè các bạn. Đó, nãy nó có cái hột như vậy nè. Đó, nó ăn nè. Xem nhả ra hột nè, ía ra hột nè. Trái này gọi là trái chim. Rồi đây có một hang mới thấy ngắp cái đầu lên luôn nè. Ui, hang này to nhỉ. Dấu chân không, dấu đuôi nè, dấu đuôi, dấu chân này. Đây có hang này. Đây nữa nè. Dấu đuôi nè. Hang nó nằm ngay đây nè, chưa lên nè. Hai hang này. Đây có hang nữa nè. Đây nè các bạn. Đây nè. Đó. Đây nha. Hang mới len keng luôn nè. Rồi ok. Rồi, bây giờ mình tiến hành mình đặt nha. Rồi vừa đi đặt mà vừa đi kiếm luôn. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn đã đến với kênh Người Vùng Núi nha các bạn. Và mình là Hình Tùng nha các bạn. Thì hôm nay thì mình đi bãi dông cũng như mọi hôm. Thì ở đây thì mình có cái loại bãi dông này. Thì mình cũng muốn giới thiệu với các bạn luôn. Thì loại bãi này thì mình làm. Mình đi chủ yếu là mình đi bãi dông nha. Sau đó thì có nhiều bạn hỏi mua ấy, thì mình cũng làm mình bán luôn, phục vụ bạn luôn. Thì bạn nào cần thì cứ liên hệ qua cho mình nha. Thì số điện thoại mình để trong video này cũng có, mà dưới bình luận rồi mô tả rồi cũng có. Nói chung mình cũng để lung tung trong cái kênh mình hết nha. Nên bạn cứ vào đó kẹp số điện thoại mình thì gọi qua mình hoặc là Zalo cho mình nha các bạn. Có thể nhắn tin qua Zalo mình. Thì cái bẫy này thì mình bán là 20.000 một bẫy nha các bạn. 20.000 một bẫy. Thì có thì đó mình làm đây. Bạn xem này, nói chung là kỹ càng đẹp lắm nha. Chứ đây.
mình hàng hết trong này, dán keo đồ lại, nói chung là kỹ càng hết nha. À, chỉ có 20.000 một bãi thôi. Thì cũng có loại ngon hơn nữa luôn, loại tốt hơn nữa, loại để bảy dòng lớn cũng có luôn nha. Thì nó cũng lên mấy ngàn, thì 23.000, 25.000 nha các bạn. Đấy, thì tùy theo các bạn chọn nè. Còn cái loại mà bình thường như thế này thì 20.000 thôi. 20.000 thì đi bãi cũng ok rồi, mà muốn bền hơn, siêu bền nữa thì dùng 23.000 nha. Rồi bây giờ thì đây, cái bao này mình có một đống trong này rồi nha. Đây. Nói chung là trung bình mỗi người đi bẫy thì tầm khoảng 20 bẫy là vừa đủ nha. Thì mình của bản thân mình thì mình đi cũng 20 bẫy thôi, chứ mình đi cũng ít ít chứ không có nhiều. Đó, chứ 10 bẫy thì nó hơi ít nha các bạn. 10 bẫy nó hơi ít. Đây mình có một cái địa điểm mới để đi bẫy dông này. Địa điểm này thì mấy năm trước thì mình cũng có bẫy rồi nha. Mà năm nay thì mình chưa có tới đây nè. Thì nay đây mình tới nè. Dông ấy là nó thường ở trong cái khu vực mà có mùa má như thế này nha các bạn. Với lại khu vực mà kia này, cái đám keo non non này nha. Đó, cái đám keo non non nó là cũng có nhiều lắm nha. Nó thường là ở cái khu vực cao các bạn. Nó yên tĩnh nữa là nó ở thôi à. Đó, loài này thì nó rất là có giá trị và dinh dưỡng. Đó, và dinh dưỡng nha. Nó là cũng như một loại thuốc vậy. Nó chủ yếu là trị bệnh về xương khớp và bệnh da liễu nha các bạn, bệnh ngứa. Nói chung những người nào bị ngứa lâu năm á, ngứa nổi mà đây rồi đấy, mà ngứa kiểu như dạng ngứa lâu năm á thì ăn con dông này gọi là hiệu quả, rất là hiệu quả luôn nha. Thì các bạn có thể tham khảo lên trên mạng, các bạn có thể gõ lo này chắc cũng có đấy, nhiều lắm á. Với lại bệnh xương khớp, bệnh mà đau lưng nữa các bạn, đau lưng mà tê chân nữa, bệnh thần kinh tọa rồi đấy. Tại vì nó có nhiều canxi lắm. Cái con dông này rất nhiều canxi. Đó là mình biết như vậy. Mình thì mình bẫy thì mình không có bán xa cái con dông này đi nha các bạn. Tại vì mình bán gần à. Nó chỉ bán xa ship đi rồi nó vất vả lắm. Còn ưng có nhiều người nào mà ưng quá thì mình mới ship thôi. Đó, chứ còn trung bình thì mình bắt xong mình bán gần nhà luôn. Đó, bạn nào thì cứ muốn ăn thử thì chắc cũng khó. Giờ mình thì mình bán, mình bắt thì nó cũng số lượng nó cũng ít các bạn. 2 ngày 1 ký còn có, mà ngày 1 ký còn có nó ít lắm, nó không có đủ cung cấp được cho các bạn nha. Rồi bây giờ mình đi đạt bẫy luôn nha. Đây, thấy hang luôn đây. Nãy giờ lục rồi nha các bạn, nãy giờ lục là kiếm hang rồi, bây giờ là kém thôi. Hôm qua mình thì cứ tới cái mùa nắng này là nó có con dông này nha các bạn. Là người dân mình là cũng hay đi săn bắt để mưu sinh, kiếm sống cũng như mình đây. Mình thì vừa làm video cho các bạn xem mà cũng là vừa quay, vừa đi bắt nó luôn, đi săn bắt nó thì cũng để mưu sinh thôi. Mình thì mình lấy những con đạt chất lượng thôi nha. Chứ còn mấy con nhỏ hay chữa đồ mình không lấy nha các bạn. Thì mình cũng giữ lại để năm sau mình bẫy. Chùa quá đẹp ha. Con này lên là dính 100% luôn nha. Nói chung là cái bẫy mình đây là cứ lên là dính 100% hết nha các bạn. Nha, cứ lên là dính 100% hết. Tại vì nó chỉ có một cái đường lên này thôi. Dưới hang lên một cái đường này lên đó. Động cái cần này 100% nó động không. Nói chung phía bên này cũng động, mà chung phía bên này cũng động nha các bạn. Mà lên ở giữa cũng động. Lên đường nào nó cũng động hết. Cứ lên động là bật thôi. Là dính thôi. Bây giờ chắc mình đi cắm xong đã nha các bạn. Xíu nữa mình quay lại cho các bạn xem quá. Thời gian đi cắm này nó mất khoảng nửa tiếng các bạn ơi. Vừa đi tìm hang mà vừa đi tìm hang hang rồi vừa cắm nữa. Đây nè. Nãy thấy con này rồi, bự lắm nha. Con bự này. Đấy, cái bài đây. Đấy, cái bài đây nó khỏi chết nó.
Bẫy thì cái bẫy này thì đơn giản, nhưng mà có cái vật liệu nhiều khi nhiều bạn tìm không ra, đó là cái cây thép này. Cây này nó bằng dây cáp nha các bạn, thành nhiều bạn tìm cái cây này không ra. Còn bên trong thì mình hàn hàn lại kỹ lắm nha các bạn. Cây này với cái điểm này bên trong là keo keo dán ấy nữa, rồi mới tới một cái lớp keo đỏ. Keo đỏ ngoài này chủ yếu là để mình tìm cái thêm cái lớp màu của bạn, để mình tìm cái bẫy mình nó dễ nha. Nhưng lại nó cũng chì bớt cái lớp keo keo bên trong này, đây này, keo đây này, nó chì lại bớt, nó nhìn nó đỡ đẹp hơn nha. Rớt ra mất tiêu. Rồi, ok nha. Quá đẹp ạ. Lên là dính thôi nha. Bây giờ mình đi cắm rồi nha. Xíu nữa mình quay lại cho các bạn xem. À, thành quả nãy giờ nè các bạn. Nãy giờ mình gỡ ra 6 cái dính được 6 con này. 2, 4, 6 cái dính được 6 con nha các bạn. Bây giờ mình đi gỡ tiếp nha. Thiệt với các bạn là nắng quá nha các bạn. Ở đây có một cái trại của ai nha. Người ta làm rẫy á, dưa rồi á, xong người ta bỏ lại nè. Nãy giờ mình bẫy trong khu vực này nha các bạn. Mình gỡ trong khu vực này. Bây giờ lại cái chỗ điểm mà hồi nãy mình bẫy được cái này. Khu vực này hang rất là nhiều và dông cũng rất là nhiều luôn nha các bạn. Chắc là mình sẽ bẫy khu vực này lâu này. Mình thấy dính rồi kia nè. Mấy cái hang này là mấy cái hang nãy đầu tiên mà nãy giờ mình không có quay lại đây mình thêm. Ui, chết chết nữa quá. Ui, to rồi quá. Bẫy của mình bây giờ là toàn dính ở bụng không nha các bạn. Đây, chưa nha, còn sống nha các bạn. Con này cũng khá là bự nha. Đó. Quá đã nha các bạn. Ui, hang này sáng giờ mà chưa chịu lên trời. Khát nước quá. Sáng đi không có đem nước nha các bạn. Giờ cũng trưa. Bẫy này nó chưa sập mình gỡ luôn nha các bạn. Gỡ luôn nha, không đỡ nha. Ui, dính. Dính thấy đã mà. Mình cũng cắt bớt thời gian chứ. Video nó cũng dài quá. Đây nha các bạn. Bây giờ mình đi thăm ra phía bên đây. Cái khu nào mà có mã là có nó nha các bạn. Ở mình nó là như vậy. Đây nha, thành quả của mình đây nha các bạn. À, nãy giờ dính được 7 con rồi nha. Nay mình cắm chắc cũng tầm 27. Ủa, trái cây ở đây cực kỳ nhiều. Không biết quê bạn có trái này không nha các bạn. Đây nè. Đây đây, để mình coi cái cây nào đẹp. À đây đây. Đây. Quê bạn có không chứ quê mình trái này nó nhiều. Kinh khủng luôn nha. Mùa này là mùa nó này. Mà ăn nó ngọt lắm nha các bạn. Mùa nắng là nó ngọt ghê lắm. Ừ. Mấy cái đen đen này bỏ nha. Còn mấy cái mà gần gần đen đen nó ngọt ghê lắm bạn. Rồi mình mở các bạn nha. Ừ. Mấy cái này ngọt này. Mấy cái mình đã chín rục các bạn. Ui. Ăn rửa khát nước ra mình khát nước quá mất rồi. Nè. Ha, để đi rửa dông nha. Chứ không cứ. Ui nó chín. Tụi lưa hết rồi các bạn. Ui, nó chín quá trời nhiều. Đây nha các bạn. Chín nữa nè. Gỡ luôn nha. Ui. Mình gỡ xíu nữa mình tổng kết lại một lần luôn.
Bãi của mình nay toàn là dính bụng không nha các bạn, tại vì mình làm cái ống này nó dài hơn á, để như này dính được cái dưới bụng. Wow. Wow. Chà, mày giờ rớt còn bay nữa đây. Đó. Dính nữa nè các bạn ơi. Khu này còn nhiều cơ quá. Khu này khu mới nha các bạn. Này. Quá đã. Con bự không à. Bữa nay đây là bắt đầu giữa mùa nè các bạn. Nó tới tháng 8, tháng 9 các bạn là nó hết dông nha. Ở miền Trung mình á. Còn miền Nam thì bắt đầu từ tháng mùa mưa luôn. Miền Nam thì nay đang mùa mưa nè các bạn. Thì nó ở mình đang nắng á. Thì mà mình đã trái ngược với lại trong miền Nam nha. Này dính nữa nè. Cứ mùa nào cũng được hết, miễn nắng là được nha các bạn. Miễn nắng là có nó. Đấy. Ui, con to lắm nha các bạn. Quá đã luôn, trời, nó dính gì mà. Chặt nữa mình gỡ một lần luôn chứ giờ nó nhiều quá rồi các bạn ơi. Đây dính nữa nè. Giờ nó quá nhiều rồi nha các bạn. Này. Ui. Khu này công nhận dính nữa luôn nè. Mới được thuốc thì nằm trong đám điều, đợt này nằm trong đám bạc hà. Chù, kiếm. Mày còn lanh hơn tao nữa mà. Mình chưa bắt mà kiếm nó bắt trước rồi. Anh này chơi cắn cái đuôi anh đây. Đều quá anh vậy kìa. Cắn lung trong xe bèn á. Ui, nặng tay luôn nha các bạn. Cái khôn ký quá. Đây nữa này. Ui. Xuống. Ui. Để chờ mình chút nha. Các bạn. Quá nhiều. Cố một lần luôn. Gọi cho nó xuống tay. Đây nữa này. Dính nữa này nha các bạn. Thu kể mẹ đuôi luôn à. Dính sao gãy cha đuôi luôn. Nó cái đuôi chưa gãy mà, xém gãy. Đây nha các bạn. Có mấy bẫy không dính, còn nữa đa số dính hết nha. 1, 2 bẫy gì không dính á, còn nó dính hết các bạn. Bẫy nào cũng dính hết nha. Rồi dính chạy lên bờ luôn. Chua. Con này còn to, đứt lui rồi mới mi từ lưa nữa kìa. Vậy cho cố vô. Tìm chuẩn nào. Đây. Mà mát nó gì. Chết rồi, bỏ cái túi về kia rồi. Đây nha các bạn. Mình xách nhiều đây thì khá là nhiều luôn. Chắc mình nghĩ hơn 1 kg luôn. Bẫy nào cũng dính hết, có một hai bẫy gì không dính chứ mấy. Khu này quá đã luôn. Bây giờ mình khát nước quá rồi. Thôi để mình ôm lần ra ngoài đây. Lấy túi đựng nha ta. Ui da. Dạ, cắn tao mày. Phát hiện chơi cắn mày. Đây. Ui. Đi ra quỳ xe nha các bạn. Xe mình ngồi kia này. Ngồi lại được. Chắc chút. Rồi bây giờ mình gỡ thử được bao nhiêu con nha các bạn. Nhiều lắm nha. Đây nè. Đây. Mình lật ngược lên cho các bạn xem này. Do cái hướng trên là các bạn thấy là thấy cái ống. Còn hướng dưới đây là chúng ta thấy dông luôn này. Đấy. Ui dạ. Cái này đứt đuôi hết. Từ lưa hết đấy rồi. Ui, con này có những con ghê mấy mi nó xịt đầy hết. Rồi nha. Bây giờ để mình
cái túi mình bắt nó ra nha các bạn. Ở trên kia thì mình còn khoảng mấy bẫy nữa các bạn ơi. Hồi nãy mình những có những cái bẫy mà mình dính xong mình gỡ liền á, nói chung mình canh mình gỡ liền xong rồi cái mình cắm lại. Do mình đem ít bẫy á, có 20 bẫy á. Cái khu này mà phải đem 40 bẫy là bẫy nó mới sướng nha các bạn. Tại vì khu này là khu mình mới lên thôi, nhiều lắm nha. Nó trúng một cái vùng nó là như vậy là mình bẫy nó sướng luôn các bạn, chứ không phải nhiều có nhiều chỗ phải chạy lung tung hết nha các bạn. Không có phải chạy đi kiếm chỗ đây 5 hang chỗ kia 10 hang kém nó như vậy nó cũng được, nhưng mà nó không có đạt chất lượng lắm. Hôm nay như thế này gọi là quá trúng nha các bạn, chắc tầm hơn ký nha các bạn, hơn ký. Giờ mình gõ này đây này. Ui cho tôi, ui má thiệt cái gì vậy. Không chịu nhá không. Ui, cái con dòng này nó có một cái nhược điểm là nó cắn nha các bạn, nhưng mà nó cắn là nó không có chịu nhá ra đâu các bạn, nó ngậm luôn vậy đó, chảy máu tay vậy đó, mà không sao nha, không có độc đâu nha. Thôi chắc bây giờ mình xin dừng video tại đây, mình gỡ xíu nữa các bạn ơi, nhiều quá rồi, giờ mình quay mình gỡ nó hơi lâu nha. Mình còn ở trên kia mấy bẫy nữa, chắc thì hôm nay bây giờ số lượng ở đây thì đã hơn 1 ký rồi nha các bạn. Thì hôm nay thì cũng gọi là rất là hên nha các bạn, đi được cái điểm mới. Đây cái điểm này, đây, một cái điểm mới nha các bạn, nó gần chân núi mà nó cái khu này là nó đất cao không các bạn, mà lại nó không có rậm rạp, nó dòng nó không có sống trên rậm rạp đâu các bạn, nó sống cái vùng mã mà trống trống như vậy này đó, mấy cái đồi đồi vậy này nó trống trống vậy đó. Ở phía kia là có cái trại của người ta ấy. Thì hôm nay mình cũng lên trúng được cái điểm đây nên mình bẫy được khá là nhiều này. Chắc hôm nay mình bẫy chắc cũng giờ tới trưa chắc cũng được khoảng 2 ký nha các bạn. Thì ở quê mình là người ta mua 500 ngàn một ký các bạn, thì 2 ký thì bán được 1 triệu các bạn. Nói chung chỉ có mùa nắng này thì mới bẫy được cái con này thôi nha các bạn. Đó. Thì nên là cái mùa nắng này là từ ở quê mình là từ tháng giêng tới tháng 8 tháng 9 nha các bạn. Nay đây cũng tháng 4 rồi. Tính âm lịch ấy. Mình tính theo âm lịch nha các bạn. Đó, thì cũng còn được khoảng mấy tháng nữa. Thì cái hành trình của mình sẽ bẫy hết mùa nắng này nha các bạn. Mình cũng rất mong là các bạn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cũng như để xem cái hành trình của mình. Đây, hành trình của mình thì mình cũng quay từ đầu năm đến nay rồi, cũng khá là nhiều rồi. Mình cũng đi lung tung chỗ để các bạn để gặp là bẫy thôi. Mà bẫy thì mình cũng cái điểm này thì năm trước thì mình có bẫy rồi nha các bạn, năm nay thì mình bẫy lại vẫn còn nhiều, tại vì mình bẫy á, là mình chỉ lấy những con đạt chất lượng thôi các bạn, những con to như thế này thôi nha. Với những con mà nó có trứng các bạn hay là nó chữa thì mình cũng không lấy nha, mấy con nhỏ mình cũng không lấy đó, mình chỉ lấy những con đạt như thế này thôi nha, nên là nó giữ lại được cái giống của nó các bạn thì nó tự sinh sản luôn, nó cũng nhiều, nó cũng bình thường à. Mình bẫy ở đây mình bẫy cũng hàng năm như vậy mà nó vẫn còn nhiều á, tại vì là mình cứ giữ lại như vậy thì nó tồn tại nha các bạn, để mình còn năm sau mình bẫy tiếp. Rồi mình cũng rất cảm ơn các bạn luôn nha. Bây giờ mình gỡ đống này nè các bạn, rấu từ lưa từ la nó cắn ui ha, gặp là nó đấu nhiều đó, nó cắn đó, cái con này cắn con kia này, còn đây cắn chừng con kia cắn lại mình, con đây cắn lộn xộn gì quần hết đấy, hung nhiều đầy hết kia. Ui, dính từ lưa nó gỡ. Rồi. Rồi, nãy giờ uống được chai nước rồi nha các bạn. Có cái xì độ nó đi chở cây đi ngang qua đây. Thấy bẫy dông mình đây dính này. Nãy giờ ngầu coi nói chuyện chỉ địa điểm luôn nữa. Kêu bẫy mình đây sao hay dữ rồi. Bắt dính được nhiều dữ rồi. Nãy giờ người nói chuyện thiệt lâu mà mình không, nói chung vì người ta mình cũng không quay video lại các bạn, mình quay lại cái hành trình mình đi bẫy cho các bạn xem mà chủ yếu nha, nhiều khi mình quay người ta còn ngại nha. À, giờ mình đã chuẩn bị xem hết, giờ mình đi về này. Thì nãy giờ thì mình góp hết lại rồi nha các bạn, thì mình dính khoảng được gần 2 ký nha các bạn, hơn 1 ký, nói chung gần 2 ký á.
Thì mình đi có bữa không à bạn ơi, bữa như bữa nay là gọi là nhiều á, có bữa thì 2 bữa 1 ký cũng có nha các bạn, có bữa 1 ký, 1 bữa 1 ký cũng có, nói chung là đủ dạng hết. Thì chắc là mai mốt mình sẽ ghé lại khu này và mình sẽ đi hướng cao lên hướng trên đấy nữa nha, hướng đây vẫn còn nhưng mà để mình bẫy ở trên kia đã các bạn, bẫy trên kia trước đã, sau đó xem ở trên đó rồi mình mới xuống ngược lại hướng hướng đây, tại vì hướng đây cũng còn nhiều lắm nha. Đó rồi bây giờ là mình đi về luôn nha các bạn, mình xin chào tạm biệt bạn luôn nha, hôm nay rất là vui nha các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình luôn nha các bạn. Mình cũng cảm ơn bạn rất là nhiều luôn nha.